Lexus số tự động giá chỉ có vài chục triệu. Em chắc chắn một điều rằng sẽ còn rất nhiều người, phải tầm khoảng 90% người dân Việt Nam mình chưa biết đến cái chiếc xe này. Xe rất đẹp, chạy rất ngon và trang bị rất hiện đại các bạn nhá. Có ghế điện luôn này. Đấy, ghế phụ, thậm chí là cũng có ghế điện luôn. Ghế da của xe nó là ghế da cao cấp nguyên theo xe các bác nhá. Khá là hiện đại. Một loại xe mà lúc mới của nó trị giá lên đến cả vài tỷ đồng. Mà bây giờ đây, em bán cho các bác mình chiếc xe này, tiền nó chỉ như thế thôi các bác nhá. Cần số tự động đây này. Đầu đài giải trí đây, có camera đàng hoàng. Điều hòa auto động, ấn nút này luôn các bác nhá. Có khóa khiển luôn, túi khí an toàn luôn. Ga tự động luôn. Đây, ga tự động luôn. Đấy. Đời thấp tiền ít mà có ga tự động luôn các bác ạ. Vô lăng 4 chấu các bác nhá. Túi khí nằm ở giữa đây rồi. Đây là mặt đồng hồ của chiếc xe. Và có cửa sổ trời nhá. Cửa sổ trời luôn. Đây này. Thấy chưa? Đấy, chân lý. Đấy, đây. Công tắc đèn đây, công tắc cửa sổ trời đây. Đấy. Và ghế da đây nhá, ghế lái. Toàn bộ ghế của chiếc xe này đều là ghế da cao cấp nguyên bản các bác nhá. Chỗ này có cốp đựng đồ đây này. Con này chưa vệ sinh sạch sẽ thôi. Vệ sinh sạch sẽ hơn. Các bác mình cần thiết làm đẹp hơn một tí nữa thì nó còn mới hơn nhiều các bác nhá. Về khung vỏ đi. Khung vỏ thì cực kỳ khó. Những cái chiếc xe đời cao nào mà lại được dày bằng chiếc xe Lexus đời thấp này các bác nhá. Đời cao em chưa thấy con nào mà thân vỏ nó lại thiết kế dày bằng con xe đời thấp này của em luôn. Chưa thấy các bác nhá. La gắn đúc này, đẹp chưa? Phanh đĩa 4 bánh hẳn là 4 bánh luôn. Phanh ABS 4 bánh luôn, la gắn đúc 5 chấu kép, đẹp chưa? Như đời cao. Như đời cao nhỉ các bác nhỉ. 4 cánh cửa của nó bằng chất liệu da ở trên đây nhá. Chỗ này bằng da này, da này là da may lại. Đây chia sẻ bác là da này là da may lại, còn da này là da zin này. Đây da zin này. Đấy, gương kính điều chỉnh điện 4 cánh, chỗ này có gạt tàn thuốc lá này. Đấy, tay mở cửa đây này. Đấy, và lòng vách cánh cửa đây. Ghế đây đẹp chưa? Ghế da này rất dày, ngồi rất sướng. Ngồi rất sướng các bác nhá. Đấy, chỗ này là cái tì tay đây này. Cũng là cái chỗ cho mình để mình để đồ. Đấy, có cửa gió thổi vào ghế phía sau đây này. Một cục loa to tướng nằm ở phía sau luôn. Đấy, loa to tướng luôn nằm ở phía sau nhá. Vỏ vẻ của xe không mục mọt nhá. Đấy, và xe đang chạy ngon các bác nhá. Máy số đại chất luôn. Máy số chạy tiết mù luôn. Mẫu xe này dài hơn 5 mét các bác nhá. Đây, hơn 5 mét luôn. Bác nào muốn cho nó đẹp phần đèn đi, các bác mình về độ luôn cho em cái đèn này là thành đèn khác này. Đèn trước thành đèn khác, đèn sau này thành đèn khác. Thế là giống đời cao luôn, đúng không? Thế là giống đời cao ngay. Đây là phần phía đằng sau. Đấy, đèn này các bác mình về mình hoặc là mình sơn lại màu khác đi. Hoặc là mình sơn mình để lại vài cái chấm đỏ đỏ đây đi. Đấy, chấm tròn tròn đi. Thì nhìn nó có vẻ nó sẽ hay hơn, đúng không ạ? Biển 51. Bác nào thích sang tên đổi biển, bên em hỗ trợ làm sang tên đổi biển cho mình. Trước bên em làm hỗ trợ sang tên đổi biển cho người này. Con này ngày xưa nó ở Hà Nội, em chuyển biển vào trong 51 Sài Gòn. Bây giờ em lại mua lại mang ra. Thì bây giờ bác nào muốn sang tên, em lại sang tên tiếp cho các bác nhá. Còn không để nguyên đi cũng được, không sao đâu. Không bắt buộc phải sang tên đâu các bác nhá. Đấy, xe đời thấp không bắt buộc phải sang tên. Đây, các bác nhìn đi ok chưa? Đấy, táp ni táp nô của xe còn khá là mới đẹp như này. Khá là mới đẹp so với đời thôi nhá. Con này của em là so với đời thôi. Lexus LS400 đấy ạ. Con này nhập khẩu nguyên chiếc chứ không phải là xe Việt Nam đâu các bác nhá. Xe nhập khẩu đấy. Vâng. Cái này cũng có gạt tàn đây này, kính điện đây này, công tắc. Rồi tay mở cửa đây này. Đấy, bách cửa đây. Vài chục triệu bạc các bác mua được chiếc xe rồi. Chiếc xe này thay xe máy quá ok, chở con đón cháu đi ra trường học, đi đây đi đó quá ok đúng không ạ? Quá hợp lý luôn. Kính bọc dán rồi. Đấy. Điều hòa có. Nhạc nhẽo có, đúng không ạ? Chở được nhiều người. Mà là số tự động luôn, đi rất nhàn chân. Đi rất nhàn chân luôn. Đấy. Chở được nhiều người. Nếu bác nào mà mình thích tên, mình có thể đi Bắc đi Nam bình thường được các bác nhá. Đấy, con này bên em vừa mới chạy trong miền Nam ra này. Biển 51 vừa chạy trong Nam ra xong.
chạy Nam Bắc, bao chạy Nam Bắc cho mình luôn các bác nhá. Đấy, và chiếc xe này mua về cứ thế đổ xăng là chạy, không cần phải làm gì cả mà không cần phải sửa gì cả, cứ thế đi thôi, cứ thế đi thôi các bác nhá. Đấy, đèn đóm của xe này vẫn còn đẹp này, đèn đóm đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, logo Lexus kia các bác nhỉ. Đấy, sơn xi đẹp chưa. Đấy, xe chạy ngon, không vấn đề gì cả, không lỗi lầm, không vỏ đẹp, không mục ngoặt gì các bác nhá. Xăng nhiên liệu xe lanh quanh tầm khoảng chục lít trên 100 km. Nói chung là xe con này thì nó hơi tốn xăng một tí, thế nhưng mà mình chạy lanh quanh, chạy gần nhà thì không vấn đề gì đúng không ạ, chả vấn đề gì cả. Đấy, có ghế chỉnh điện này. Đấy, đây ghế chỉnh điện đây nhá, các bác nhìn xem ghế chỉnh điện đây. Và đây là nút nhớ ghế nhá, 1, 2, 3, 3 chế độ nhớ ghế đây. Kính chỉnh điện nằm ở đây các bác nhá. Đây, gương chỉnh điện đây, cốp mở điện đây. Đấy, mở xăng bằng điện đây. Đấy, thấy chưa. Đấy, công tắc chỉnh ghế điện đây. Khóa cửa đây, khóa này bằng inox các bác nhá, bằng inox. Đấy, có cái má ghế này nó hơi sức tí, và mình có thể là may lại tí cũng được, may hết 100.000 thôi. Má ghế đẹp luôn, em muốn để zin cho nên em để như vậy. Đấy, trần ý nguyên bản, đẹp chưa, ok chưa. Đấy, đây là video mà em làm chi tiết về riêng chiếc xe Lexus này thôi các bác nhá. Mua về tránh mưa, tránh nắng, quá ok. À, mình mua chiếc xe này về mình đi sử dụng, đi ra ngoài đường, tránh tai nạn giao thông, quá ok đúng không ạ. Đấy, và kể cả nhá, xe máy thì không nói làm gì rồi. Nếu mà ô tô khác mà đâm một con này nhá, thì xác định con ô tô đấy chỉ có bẹp dí thôi. Vì khung vỏ con xe này nhá, nó to, nó dày gấp 3 lần luôn. Nó dày gấp 3 lần Vios luôn các bác nhá. Rồi dày gấp 3 lần Vios, và dày gấp đôi Camry luôn. Đấy, thế mới sướng đúng không ạ. Dòng này bền lắm. Dòng này thì Lexus các bác biết rồi, Lexus nó của hãng Toyota mà. Lexus này của Toyota các bác nhá. Đấy, ngày xưa nó tên là, trên giấy tờ nó ghi là Toyota Lexus các bác nhá. Toyota Lexus, mẫu xe này của Toyota đấy ạ, chứ không phải là của gì đâu. Đấy, đây các bác nhá, thấy chưa. Các bác xem thêm vị trí nào của chiếc xe này bảo em gửi hình, gửi video chi tiết cho mình xem nhá, qua Zalo theo ba số điện thoại hotline mà em sẽ cung cấp cho các mình luôn bây giờ. Đấy là số 0389000555 và 0335838389 và 0938586307 nhá. Để bên em gửi hình, gửi video cho mình xem thêm chi tiết cụ thể về mọi thứ. Đấy, tư vấn về xe, chốt về giá các bác cứ alo nhá, đừng ngại nhá, bỏ ra 1-2 phút thôi mình alo, mình biết được xe, giá chiếc xe này bao nhiêu rồi, và một số thứ chiếc xe này như nào rồi, và cơ bản những cái về tình trạng chất lượng của xe bên em cũng đã tả quay cho mình ở trên đây rồi. Cứ thế yên tâm dùng thôi các bác nhá, cứ thế yên tâm mà dùng thôi. Đấy, gầm của xe đây, gầm nó cũng chả mục ngoặt gì hết các bác nhá, gầm nó chỉ hơi han han thôi, chả mục ngoặt gì đâu. Đấy, dòng này vỏ nó cứng lắm. Và bên em có ship xe toàn quốc nhá. Đấy, có sang tên đổi biển cho mình nếu mà mình cần, bên em đều làm sang tên cho mình. Đấy, có đổi xe nhá, các bác có xe gì, kể cả xe máy mang đến đây em đổi ngang cho, đổi ngang hoặc đổi cát, thậm chí em xe ô tô này thậm chí còn cát thêm cho các bác mình luôn. Đấy, ô tô rẻ hơn xe máy, ô tô phải cát tiền cho xe máy là sự thật các bác nhá. Có đổi xe và có thu mua lại tất cả các loại xe các bác nhá. Bác nào mà chưa đăng ký kênh YouTube, chưa nhấn theo dõi Facebook thì hãy nhấn đăng ký theo dõi luôn đi, để xem thêm video mới của bên em đăng lên. Rất nhiều xe đăng tải lên theo hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng các bác nhá. Đấy, và nhấn like ủng hộ em ấy, nhấn like như này này, nhấn like nhá, và nhấn một nút chia sẻ nữa để làm một cách ủng hộ em, để các bác mình tương tác với bên em được dễ dàng và thuận tiện hơn các bác nhá. Rồi, video về xe này thì em quay xong rồi, các bác mình nhanh tay nhấc máy để có mức giá đẹp nhất cho chiếc xe này. Đấy, xe bây giờ rẻ như cho rồi, các bác mình cứ alo là kiểu gì cũng mua được xe này, quan trọng các bác mình có thích hay không thôi các bác nhá. Vâng, xin chào tạm biệt ạ.